Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ha. Thì ngày hôm nay lại thêm một cái topic nữa mà mình nghĩ là khá nhiều anh em sẽ thắc mắc khi mà mới bắt đầu chơi. Đó chính là việc mà chọn chuồng nuôi cho rồng Úc. Thì thực ra thì các bạn nuôi bất kỳ một cái bạn pet nào như cũng đều như vậy cả. Ngay cả chó mèo thì các bạn khi mà rước các bé về thì cũng phải tạo cho các bé một cái ngôi nhà mới nó thật là đẹp, nó thật là khang trang và đầy đủ tiện ích. Thì bò sát cũng không ngoại lệ ha, tại vì chúng ta đem một cái động vật sống và cũng như là một người bạn về nhà chúng ta, và chúng ta chăm sóc, chúng ta làm bạn, và cũng như là để giải tỏa những cái căng thẳng của chúng ta, cũng như là để có người, ví dụ như có một số anh em thì có những người để mà nó tâm sự. Ví dụ anh em mà muốn giải tỏa thì anh em có thể ngồi trước con pet của các bạn ngồi, các bạn tự kỷ mình cũng được đó, thì để cho cái con pet của các bạn nó có một cái cuộc sống nó khỏe mạnh, tốt nhất, và cũng như là nó đảm bảo được là cái tính vệ sinh nữa. Thì cái chuồng nuôi đối với bò sát là một cái thứ mà không thể thiếu ha. Thì trong cái clip này mình cũng sẽ chia sẻ với anh em luôn là nuôi rồng Úc ở bên trong nhà và nuôi rồng Úc ở ngoài trời, thì cái chuồng mà anh em nên sử dụng là cái chuồng như thế nào. Lưu ý đặc biệt với anh em ha, thì có thể những cái kiến thức về nuôi rồng Úc ở ngoài trời á thì mình sẽ không có gọi là chính xác lắm, hoặc là có những cái sai sót, bởi vì căn bản là như mình đã chia sẻ với anh em từ trước thì mình là nuôi rồng Úc ở bên trong nhà, và cũng như là mình chỉ có những cái kinh nghiệm trải nghiệm ở nuôi rồng Úc bên trong nhà thôi. Còn đối với những cái ở bên nuôi ngoài trời á thì cái này là mình thu thập cũng như là nghe những người anh em đi trước, những cái bậc tiền bối của chúng ta nói lại, cho nên là mình chỉ chia sẻ lại thôi, và cũng như là đưa ra những cái lời khuyên cho anh em. Thì nếu như mà anh em thích cái clip này và cũng như là cảm thấy rằng là mình đang cần cái kiến thức về chuồng nuôi và chọn chuồng nuôi như thế nào là hợp lý nhất, thì ok, hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn ha. Ok, cùng theo chân mình nha, là mọi người, let's go. Rồi thì điều đầu tiên đó là cái chuồng nuôi. Các bạn hãy tưởng tượng là các bạn như các bạn đi mua nhà vậy đó. Đó thì thay vì là cái con bé của các bạn nó sẽ phải tự đi chọn nhà như chúng ta phải muốn có một cái căn nhà khang trang, vị trí nó có đắc địa hay không, và nó có gọi là khang trang, nó có thuận lợi cho việc đi lại rồi công ăn việc làm của chúng ta hay không, thì cái đó là con người chúng ta có thể tự vận hành được. Tuy nhiên thì cái con bé nó không có chọn được, tại vì căn bản là các bạn đang đem cái con bé đó về nhà các bạn để nuôi. Thì cái việc mà tạo cho nó một cái không gian nhỏ để mà để ở bên trong nhà, hoặc cũng như là để ở cái khu vực xung quanh nhà chúng ta nó ok nhất, thì chúng ta phải là người lựa chọn cái điều đó. Các bạn hiểu điều đó ha. Thì ở đây mình chỉ chia sẻ cho các bạn về rồng Úc thôi. Tại vì sao? Tại vì đơn giản là mình chỉ có kinh nghiệm cũng như là những cái trải nghiệm về rồng Úc. Còn những cái dòng bò sát khác thì cái này phải hẹn anh em những cái clip review sau. Thì nếu như mà mình có cơ hội tiếp xúc với những cái dòng bò sát khác thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái vấn đề chuồng nuôi cho những cái dòng pet đó. Nhưng mà mình nhớ là mình đã có làm về Igu rồi đó, thì mình có quay ở bên anh Nam Ngô, thì các bạn cũng có thấy ha, đó là những cái chuồng nuôi mà gọi là tiêu chuẩn nhất mà anh Nam Ngô gọi là khuyến cáo anh em là nên làm theo, để nó tạo cho con pet một cái môi trường nó ok nhất, và cũng như là khi mà con Igu nó tông chuồng á, nó cũng tránh những cái thương tổn nó không đáng có, và nói chung là nó tạo một cái môi trường thoải mái nhất cho các bé. Thì đó là về Igu thì mình đã có làm rồi, thì bây giờ mình sẽ làm một cái chuyên đề liên quan về rồng Úc hơn ha. Thì đối với rồng Úc, các bạn có xem những cái tập trước thì mình nói về đèn nè, về nhiệt độ, độ ẩm nè, về môi trường sống. Thì rồng Úc là một cái loài nó sống hoang mạc anh em, nó sống nó cần một cái nhiệt độ nhất định, cái nhiệt độ vừa đủ để mà nó có thể gọi là tiêu hóa cũng như là hấp thụ những cái dưỡng chất cần thiết cho tụi nó. Thì cho nên là rồng Úc á cơ bản là nó sống ở cái môi trường ở khu vực Việt Nam mình á là khá là ok, tại vì cơ bản nha anh em, cái chất lượng môi trường của Việt Nam mình, ví dụ như là về nhiệt độ đi, anh em thấy ở những cái thời gian gần đây quá nóng, cực cực kỳ nóng luôn, có những nơi mà mình thấy là có thể lên tới 40 độ, quá trời nóng, đó là nhiệt độ mà mình nghĩ là cao nhất từ trước đến nay, quá trời nóng luôn. Và cũng như là cái độ, mặc dù vậy á thì cái độ ẩm không khí của chúng ta cũng khá là cao, là luôn luôn trên 60%. Đó, cái này thì mình không 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 dám chắc, thì mình chưa có đo,
Nhưng mà nhiều anh em nói với mình là anh em có đo rồi và thấy là cái nhiệt độ không khí ở khu vực miền Nam này nha. Mình đang nói khu vực miền Nam nha thì nó cũng khá là cao. Mặc dù là thời tiết khí hậu anh em thấy ha nó rất là oi bức nè, nhưng mình đang quay đây là nắng nó cũng khá là sáng đó. Nó cũng rất là nóng. Hiện tại mình đang ở ngay cái phòng cái room của mình luôn và nó nóng kinh hồn luôn. Đó thì về vấn đề chuồng nuôi. Đó, bây giờ mình bắt đầu đi vô vấn đề nha anh em, bắt đầu đi vô vấn đề. Thì về vấn đề chuồng nuôi thì hiện nay Rồng Úc á cũng có chia ra hai trường phái về cái vị trí đặt chuồng nuôi. Đó, thì vị trí nuôi trong nhà và một vài anh em thì là nuôi ngoài trời. Mình thì là mình trường phái ở trong nhà tại vì mình chả có sân. Nó đơn giản là như vậy. Và cái thứ hai nữa, ngoài cái việc là mình không có không gian thì cái này mình cũng có tìm hiểu ở bên nước ngoài, thì đa số những người nuôi rồng Úc nha thì họ đều nuôi trong nhà. Có rất là ít, gọi là thiểu số những người mà họ nuôi ở ngoài trời và họ nuôi một thời gian rất là dài. Thì những cái con rồng Úc của họ nó đã thích nghi với cái điều kiện đó và nó sống khá là khỏe mạnh, cho nên họ mới quyết định là họ làm những cái loại chuồng để mà nuôi ngoài trời. Thì những cái chuồng như vậy á, thì nó sẽ phải có một vài những cái yếu tố đảm bảo rằng là thứ nhất là nó không bị gió lùa mạnh nha anh em, không bị gió táp liên tục, và cái thứ hai nữa là nó phải khi mà nó mưa nó phải thoát nước nhanh và cũng như là không động lại những cái nước để tạo ra cái độ ẩm. Thì như các bạn biết thì con rồng Úc này nó không cần ẩm quá nhiều trong trong môi trường bên trong chuồng. Nếu như mà ẩm quá cao á, một thời gian nó tích tụ á, khả năng nó sẽ bị nấm da rất là cao, và nếu như mà để một thời gian dài á, thì các bạn biết ha, chị nấm rất là cực. Cho nên là cái chuồng thứ nhất là nó phải tránh gió, và cái thứ hai là nó phải thông thoáng. Thì đó là hai cái điều mà mình nghĩ là anh em nuôi ngoài trời cần phải lưu ý. Còn đối với là anh em nuôi trong nhà thì có rất là nhiều sự lựa chọn về chuồng nuôi cho anh em. Ví dụ như mình ở đây, đây các bạn thấy ở phía sau mình ha, đây là những cái chuồng PVC. Đây là chuồng nuôi mà gọi là quốc dân nhất dành cho anh em chơi bò sát trong nhà, đặc biệt là rồng Úc. Những cái dòng bò sát mà size cỡ tầm trung á, tầm trung bình á, thì cái chuồng PVC là một cái chuồng mà phải nói là một sự lựa chọn ưu tiên nhất dành cho anh em. Bởi vì nó có một cái vài những cái ưu điểm như thế này, đó là về giá thành. Giá thành thì nó rẻ hơn. Cái thứ hai nữa là cái hiệu quả của nó rất là rõ rệt, đó là những cái dòng bò sát mà liên quan đến sa mạc á, hoang mạc đến sa mạc á, là nó cực kỳ là tốt. Bởi vì là cái chuồng PVC này á, nó giữ giữ cái lượng lượng nhiệt nó cũng khá là lâu, và nó rất là, nghĩa là nó lâu thoát nhiệt á anh em. Nó không có phải là anh em tắt đèn UVA cái là nó thoát cái ao ra là nó tụt nhiệt độ xuống, mà nó sẽ hạ từ 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 từ, cho nên là nó khiến cho cái con pet của các bạn nó sẽ không có bị, gọi là đối với rồng Úc á, thì nó sẽ không bị gọi là đùng một phát là tự nhiên nó thay đổi nhiệt độ đột ngột đó. Và đồng thời nha, những cái chuồng PVC hiện nay á, thì anh em làm những cái khe để mà thoát thoát nóng rất là nhiều, và cũng như là làm cho nó thông thoáng cái chuồng á. Trước đây thì những cái chuồng nó chỉ có rất là ít những cái khe này, và nếu như mà anh em để ý những cái chuồng trước đây á, thì nó chỉ có những cái lỗ thông hơi thôi. Đó, thì cái này mình không để không không biết là có phải tất cả đều như vậy không, nhưng mà trước đây mình thấy có một vài cái chuồng á, anh em chỉ làm hai bên thôi, nhưng mà bây giờ thì anh em làm cả mặt phía sau nữa để cho nó thông thoáng khí liên tục. Đó, để cho nó cái chuồng nó luôn thông thoáng, và cũng như là tuy nhiên cái việc thông thoáng này nó không làm ảnh hưởng đến việc là cái nhiệt độ của nó bị thay đổi đột ngột ha anh em. Mình thấy là những cái chuồng như thế này á, nhiều khi nhiệt độ nó vẫn có thể giữ ở mức tầm 35 36 độ nếu như anh em tắt UVA. Đó, nếu như anh em vẫn bật UVB thì nó giữ ở mức đó, nghĩa là nó vừa vừa tầm luôn ha. Đó thì đó là về cái chuồng PVC. Thì PVC hiện nay mình thấy nó có hai ba kích thước. Kích thước thứ nhất là 60 40 40, 80 40 40 và 1 m. 1 m đến 1 m 2, 40 40. Cái đó là về kích thước mà mình nghĩ là cho rồng Úc nuôi được. Nhưng mà đối với rồng Úc ha, mình thấy thì gọi là cái mức gọi là standard nhất, cái mức gọi là tiêu chuẩn nhất thì là 80 40 40 là cái chuồng gọi là ok nhất rồi anh em. Đó thì mình gọi là chơi 80 40 40, và mình đã nghe những cái chia sẻ từ nhiều người thì mình nghĩ là chuồng 80 40 40 là ok. Nếu như anh em nuôi mà gọi là chuẩn chỉnh hơn nữa thì là 80 40 50, chiều cao là 50 thì nó sẽ càng ok hơn. Để nó cách cái UVB ấy, nó cũng cách cao hơn một tí. Nó sẽ ok hơn. Đó, còn cái này thì mình xài mình thấy 80 40 50 đã là ok rồi. Đó, cho nên là mình nghĩ là anh em cũng có thể xài được ha. Thì đó là về cái mẫu chuồng PVC. Thì nếu như mà các bạn có nhã hứng mà muốn tậu những cái chuồng này cho các bé của các bạn
thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả clip, các bạn cứ nhấp ở cái tựa video á, các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy những cái đường link, những cái đường dẫn, thì các bạn cứ việc nhấn vô là rồi các bạn đăng nhập là các bạn sẽ thấy được ha. Tại vì cái link này của mình là link website cho nên là các bạn buộc phải đăng nhập, còn nếu như mà tại vì mình không có gắn link 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 của app được đó, cái này là mình tại mình edit cho nên là mình phải cái nào nhanh nhất thì mình sẽ làm cái đó, thì các bạn này mong các bạn thông cảm với mình ha. Rồi thì đó về chuồng BBC, thì nuôi rồng Úc ngoài chuồng BBC ra các bạn còn nuôi được chuồng nào nữa? Thì có rất là nhiều. Ví dụ như các bạn không có chi phí thì đối với những anh em nào mà newbie thì các bạn có thể sử dụng những cái thùng nhựa lớn, những cái thùng nhựa mà to cỡ từ 90 lít đổ lên để cho cái chiều cao của nó cao hơn một xíu và cái chiều dài của nó vừa đủ để cho các bé nó hoạt động ha. Và anh em nên sắm thêm cho mình những cái kẹp đèn, những cái kẹp đèn như thế này để cho các bé nó mình gắn được những cái cây đèn chức năng để cho các bé nó dị hơn, hoặc nếu như mà anh em có thể phơi nắng được thì nó quá ok luôn, nắng luôn luôn tốt nhất cho bò sát đó. Còn nếu như anh em không có thì buộc lòng phải có những cái kẹp đèn như thế này để mà hỗ trợ thêm, cũng như là thay vì các bạn mua cái chuồng thì các bạn nên mua thêm kẹp đèn. Còn nếu như mà anh em nào mà nói với mình là không thể đáp ứng nắng và cũng không thể đáp ứng đèn thì cái đó thì mình bỏ tay đó. Thì nếu như các bạn được cái này thì các bạn phải có một cái, còn là không không được cái này thì phải có cái còn lại, chứ các bạn không thể nào không có cả hai cái được. Nếu như không có cả hai cái thì các bạn không thể nào nuôi được ha. Đó thì đó là về cái loại chuồng thứ hai, cái loại chuồng gọi là rẻ nhất 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 cho anh em luôn, thì đó là thùng nhựa, là cái loại thùng lớn nha anh em. Đó nó phải vừa đủ để cho anh em, thứ nhất là anh em cái con robot của anh em nó hoạt động được, và cái thứ hai nữa là nó cũng phải có thêm đèn đó, vẫn phải có thêm đèn, và anh em mua kẹp đèn để mà anh em sử dụng. Thì đó là những cái hai cái dòng chuồng mình nghĩ là nó gọi là giá học sinh sinh viên nhất cho anh em chơi rồng Úc. Cao cấp hơn nữa thì có những cái dòng chuồng, để mình nhớ coi, là có những cái dòng chuồng mà hình như mình nhớ có cái loại bằng nhựa anh em, cái loại bằng nhựa lắp ráp của Trung Quốc, thì mình thấy có một vài anh em nuôi cái loại đó và nhiều anh em report với mình là ok, nó cũng khá là ok. Nhưng mà mình không hiểu, không không biết là liệu cái nhựa nó có bị chảy hay không khi mà sử dụng UVA anh em. Cho nên là mình cũng hơi 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 đắn đo. Nhưng mà có một số anh em thì họ nói là ok, chuồng đó vẫn xài được. Thì mình nghĩ là đó cũng là một cái lựa chọn khác cho anh em, đó là chuồng nhựa lắp ráp của Trung Quốc. Thì đó cũng là một sự lựa chọn anh em nên lưu lại để mà thêm vô cái list sự lựa chọn chuồng nuôi cho các bé ha. Đó thì đó là ba cái loại chuồng nuôi mà mình nghĩ là nó phù hợp với anh em newbie hơn, những anh em nào mà chưa có kinh tế tài chính thì anh em có thể gọi là sở hữu được. Gọi là nói chung là những cái loại mà như nãy mình nói đó, thùng nhựa và chuồng lắp ráp thì nó phù hợp với anh em newbie, còn mà nâng cấp hơn thì có BVC. BVC nói chung BVC hiện nay nó cũng đã rẻ hơn rất là nhiều rồi anh em. Thì đối với chuồng 80-40 này á, thì bên chỗ mình mua là 850 ngàn một một cái chuồng, gọi là có chấu đèn sẵn sàng luôn và có cái đồng hồ đo nhiệt độ. Đây anh em thấy ha. Đó, cái đồng hồ đo nhiệt độ như thế này. Cái đồng hồ này thì anh em không chỉnh được nha, nhưng mà cái đồng hồ này nó lại tốt hơn và nó có thể đo được nhiệt độ khá là ok. Cho nên là nó sẽ ổn hơn cho anh em là anh em xài cái cảm biến. Những cái chuồng cũ mà xài cảm biến mình thấy nó khá là mau hư á, cái cảm biến nó rất là tào lao cực kỳ. Rồi, nếu như mà anh em có chi phí hơn, có tài chính hơn, gọi là có đã gia hơn một tí nữa, thì anh em có những cái loại chuồng gỗ, hoặc là những cái loại chuồng mà là mình hay gọi là chuồng giả đá anh em biết những cái chuồng mà nó sơn màu xám 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 xanh xanh không đó, những cái chuồng như vậy á, thì cái chuồng đó nó rất là mắc tiền anh em. Nó nặng, khó khuân vác, khó di chuyển, nó to nữa. Những cái chuồng đó thì mình thấy là thường kích thước là trên 1 mét, từ 1 mét trở lên, chứ nó không có kích thước 80. Hình như là nếu như mà anh em đặt làm thì vẫn có, nhưng mà mình thấy những cái chuồng như vậy á, thường là những chuồng mà từ 1 mét trở lên hết. Thì đối với những cái chuồng gỗ á, thì cái này mình nghĩ là anh em newbie không có chơi được. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như anh em có một cái chi phí nó ổn định, thì nếu như anh em muốn chơi chuồng gỗ để cho nó thẩm mỹ cao hơn, hoặc là nó có gắn liền với cái loại nội thất của anh em bên trong nhà, thì nó cũng ok. Đó thì nói chung là chuồng gỗ hiện nay nhiều anh em đã xử lý được cái phần gọi là cái lớp chống mốc rồi, cho nên là nếu như mà lỡ có gì á, thì cũng không có vấn đề gì cả, và anh em vẫn có thể sử dụng những cái dung dịch vệ sinh để mà anh em lau chùi mà nó không có bị hút ẩm vô, để mà nó ảnh hưởng tới cái bị nấm da ở rồng Úc.
Đó thì nói chung là nuôi đồng ốc thì các anh em cho dù chuồng gỗ hay chuồng PVC thì mình luôn khuyến cáo với anh em là không nên để chén nước. Mình lặp lại một lần nữa nha. Đó là không bao giờ được để chén nước bên trong. Anh em chỉ có thể ngâm ấm 1 tuần 1 đến 2 lần cho các bé, để cho các bé nó trao đổi chất cho nó ok nhất thôi là được, chứ không cần phải để chén nước vô đâu. Nó thứ nhất là nó nhiều những cái bất cập lắm, mà sắp tới là mình sẽ chia sẻ với anh em là tại sao mà không nên để chén nước ha. Mình sẽ làm một cái video nhỏ về cái câu hỏi đó. Đó đó thì là những cái chuồng mà mình nghĩ là anh em nuôi đồng ốc nên nên sử dụng. Rồi ok, thì đối với cái loại chuồng tiếp theo á, thì mình giới thiệu với bạn luôn, đó là các bạn có thể chơi cái loại chuồng kính đó, anh em. Chuồng kính thì đối với chuồng kính này á, ở trên đây là mình cho các bạn xem hai những cái mẫu thiết kế của nó ha. Thì đối với đồng ốc á, thì mình chơi cái chuồng lại nằm ngang, còn nó có rất là nhiều kiểu dáng dành cho những dòng bét khác nhau, thì cái đó là phù hợp tùy dòng ha. Còn đối với đồng ốc á, thì là cái chuồng nằm ngang như thế này. Đó, thì chuồng kính này á, thì nó hơi đắt tiền một xíu, tại vì nó được thiết kế là rất là nhiều những cái chi tiết nó tinh xảo á, anh em. Ví dụ như kính là mình thấy nó cũng khá là đắt tiền nè ha, thêm những cái đường bo rồi những cái chỗ mà mình cần phải gắn những cái nhựa đồ này nọ, thì mình thấy thường những cái chuồng này á, nó tầm 1 triệu mấy 2 triệu, tùy kích thước. Thì kích thước càng to thì tất nhiên là nó sẽ càng đắt tiền, và gần như là những cái chuồng này á, thì mình thấy là nó giữ nhiệt độ tốt lắm. Tuy nhiên cái bất lợi của cái chuồng này á, thì thường là các bạn sẽ thấy ha, nó là các bạn không có hệ thống điện đèn sẵn như những cái chuồng PVC này. Chuồng PVC thường các bạn mua á, là tụi nó sẽ được lắp đặt những cái hệ thống điện sẵn sàng luôn. Còn đối với lại những cái chuồng kính thì ở phía mặt trên á, cái mặt mà top view á, thì nó sẽ thường là cái dạng lưới thì để cho anh em sử dụng những cái chụp đèn như thế này để cho anh em lắp đèn và cũng như là kết nối để mà sử dụng cái loại đèn ha. Nếu như mà các bạn chơi đồng ốc thì các bạn phải cần phải có chụp đèn. Thì thường con này nó nhẹ quá các bạn. Thì như vậy thì nó mình nghĩ là nó cũng ok hơn. Nhưng mà các bạn cần phải phân biệt cho mình giữa chuồng kính và hồ cá nha. Có một vài người nói với mình là anh ơi em nuôi bằng hồ cá cũng được, mà nuôi mấy năm rồi đâu có vấn đề gì đâu. Thì đúng rồi, mấy bạn nuôi mà mấy năm thì cái đó mấy bạn nuôi được, đâu phải là bất kỳ người nào cũng nuôi được. Thì cơ bản là hồ cá nó dễ hắt sáng lắm anh em. Anh em thường chơi hồ cá là nó đâu có cái phần ở phía trên anh em đậy lại để mà anh em xài chụp đèn đâu, thường anh em sẽ xài kẹp đèn đúng không? Giống như ở phần trước mình có chỉ cho anh em xem cái kẹp đèn là như thế nào. Thì cái kẹp đèn mà khi mà nó chiếu vô là chiếu ngay góc nghiêng. Còn cái chụp đèn là chiếu đường xuông thì chơi xuống dưới nha anh em, và nó có một cái khoảng cách nữa. Nếu như mà anh em chơi những cái chụp đèn mà nó cao á, còn mà anh em chơi kẹp đèn thì nó sẽ là chiếu cái đường xiên. Ít khi có các bạn có thể điều chỉnh cái kẹp đèn mà nó chiếu từ trên xuống dưới lắm, tại vì thường những cái cây đèn nó rất là nặng, mà thường những cái kẹp đèn mà loại kẹp đèn dài á, các bạn thường mua cái kẹp đèn mà cổ dài á, những cái kẹp đèn đó mình có thử sử dụng rồi, thì đối với UVB á, tụi nó rất là ít khi mà có thể chịu được cái lực cái sức nặng của UVB, thì nó không thể nào chiếu xuống được, các bạn phải chiếu chéo chéo để mà nó có một cái gì đó nó đỡ cái đèn một xíu. Nếu như các bạn xài bóng xoắn nha, còn những cái bóng khác thì mình không biết, nên mình xài cái bóng xoắn của Exoterra thôi. Đó thì mình thấy là như vậy, và thường nó chiếu xéo á, khi mà gặp kính á các bạn, là nó sẽ hắt cái sáng nó theo cái chiều mà xuống phía của con đồng ốc. Thì khi mà con đồng ốc nó nhìn như vậy một thời gian á, thường là tụi nó sẽ rất dễ hại mắt và cũng như dẫn đến là mù ha, dẫn đến là con đồng ốc của các bạn nó sẽ có vấn đề về thị lực ấy. Cho nên là mình không có thích sử dụng hồ cá. Mà ngoài ra mình thấy anh em nói là hồ cá khi mà mình xài một thời gian á, nó hay có hiện tượng là nó bí khí ở trong đó anh em, nó bí cái không khí ở trong đó, nó không có phát nhiệt độ, nghĩa là nó chỉ có phía trên xuống thôi, chứ còn mà ở hai bên thì nó không có gọi là lưu thông không khí được đó. Cho nên là nếu như bạn nào nuôi hồ cá thì thành công thì tốt nhất đừng, thì tốt nhất là cứ nuôi thôi, mình cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng mà theo những quan điểm cá nhân của mình đó, thì mình không có sử dụng hồ cá, tại vì cơ bản hồ cá là dành cho cá ha các bạn. Còn các bạn nuôi một cái con động vật khác thì các bạn cần phải có một cái chuồng phù hợp cho tụi nó, thì nhìn nó sẽ nó thẩm mỹ hơn, và nó cũng đem lại cái hiệu quả cao hơn so với việc các bạn nói là đem hồ cá để mà nuôi bò sát hay đặc biệt là đồng ốc ha. Thì ở đây mình chia sẻ với anh em là anh em có thể sử dụng chuồng kính được. Thì cơ bản chuồng kính anh em thì anh em sẽ xài chụp đèn và nó chiếu từ trên xuống, thì nó sẽ tránh trường hợp là nó sẽ bị chiếu cái tia UV á, nó chiếu xuyên qua thì nó sẽ ảnh hưởng đến mắt của những cái bé đồng ốc ha. Đó thì chuồng kính vẫn được. Với lại chuồng kính thì
anh em hiện nay cũng đã làm cái phần cửa nó thoáng, thông thoáng hơn rồi, nó có những cái khe để mà nó thoát nhiệt ra nhanh hơn. Thì nếu như anh em xài chuồng kính thì nó vẫn vẫn là ok cho anh em, và mình nghĩ là chuồng kính thì có một phần nào đó nó sẽ thẩm mỹ hơn. Nếu như mà anh em chỉ chơi để gọi là chơi chơi cảnh thì anh em có thể đặt ở phòng để trở thành một cái đồ nội thất, thì nó sẽ là một cái gì đó nó rất là ok cho nội thất của anh em. Và đặc biệt là có một cái con bed mà nuôi trong chuồng kính nữa thì các bạn ngồi đâu cũng sẽ thấy được hết, ngồi kế hai bên cũng vẫn thấy, ngồi trước chính diện cũng vẫn thấy luôn. Thì như vậy nó rất là hấp dẫn đối với những cái vị khách mà tới chơi nhà anh em, thì nó có một cái view nó đẹp hơn đó. Thì đó là về chuồng kính ha. Thì ngoài ra nó còn những cái loại chuồng khác nữa, ví dụ những cái loại chuồng hiện nay á như chuồng PVC, chuồng gỗ, nhưng mà nó lại lắp những cái cảm biến tự động hoặc là kết nối Bluetooth á, thì cái đó là quá gọi là quá tiên tiến rồi anh em. Thì anh em nếu như mà có chi phí anh em có thể xài những cái đó cũng được, nó sẽ rất là ok. Nếu như anh em không có thời gian hay là anh em bận bịu với công việc á thì nó very good đó, thì nó sẽ cân bằng được anh em thời gian bật đèn tắt đèn, và cân bằng được cho anh em là nhiệt độ bao nhiêu, độ ẩm, nó sẽ gọi là đo cho anh em để nó báo về cho anh em, nó sẽ khá là ok. Thì cái này mình có làm ở bên anh Hoàng Trí, thì anh Hoàng Trí cũng có giới thiệu rồi, thì nếu như anh em nào muốn thì có thể liên hệ anh Hoàng Trí để mà sở hữu ha. Rồi ok, thì đó là những cái dòng chuồng mà anh em muốn nuôi đồng ốc ở bên trong nhà. Ok, còn vậy thì nuôi ngoài trời thì sao? Đó, đây là câu hỏi mà rất nhiều anh em hỏi mình. Ví dụ như có anh em mà muốn chơi đồng ốc, nghĩa là có sân nha, có sân vườn rộng, nhưng mà không muốn chơi đồng ốc, không muốn chơi igu, tại vì thấy igu to quá đó, anh em sợ, anh em muốn chơi bên ngoài trời mà lại là chơi đồng ốc thì vậy như thế nào? Thì như lúc đầu video mình có chia sẻ thì anh em chọn chuồng á, cái này mình không biết là anh em như thế nào, nhưng mà mình thấy những cái anh em ở trên hội nhóm á, anh em nuôi ở ngoài trời, anh em thường sử dụng cái chuồng lưới dành cho rồng Nam Mỹ, igu đó. Để gì? Nó thông thoáng, và cái thứ hai nữa là anh em che những cái mặt nào mà nó hay bị táp gió anh em. Thường cái này mình nghe chia sẻ thôi, là tránh để gió mạnh, gió nó lùa vô, nó cứ táp liên tục á, như vậy thì các bé nó rất dễ bị phổi và nó dễ bị lạnh. Nuôi đồng ốc ở ngoài trời thì có một cái lợi thế hơn so với anh em nuôi trong nhà, đó là anh em sẽ có nắng, anh em sẽ được sử dụng nắng miễn phí, free, và anh em không cần phải để ý về thời gian như thế này như thế kia. Tại vì cơ bản là mình nghĩ là những cái con đồng ốc mà được nuôi ngoài trời thì sức khỏe của tụi nó cũng sẽ ok hơn, và tụi nó tiếp xúc với nắng á, thì cái sức đề kháng của tụi nó sẽ được cải thiện nhiều hơn so với việc là anh em nuôi 100% là đèn hoặc là nuôi một phần là đèn đó. Thì nó sẽ có những cái nó hơi bất cập cho anh em nuôi gọi là 100% là nhân tạo, còn nếu như anh em nuôi ở môi trường mà có nắng á, thì nó sẽ ok hơn đó. Và tuy nhiên thì có một vài những cái nhược điểm mà mình nghĩ là nuôi ngoài trời anh em rất là dễ gặp phải. Thứ nhất là đó là về cái thời tiết của Việt Nam mình, nó mưa anh em, nó mưa. Thì ở cái thời điểm hiện nay khi mà mình làm clip á, thì cái thời tiết nó cũng chưa có mưa, nó cũng nắng rất là nhiều, thì mình nghĩ là nuôi được. Tuy nhiên thì tới cái mùa mưa á, thì cái thời tiết nó hơi thất thường một tí, cho nên là anh em khi mà nuôi ngoài trời á, cần phải để ý về cái vấn đề gọi là mưa, để anh em có thể che mưa, cũng như là tránh trường hợp cho các bé dầm nước nhiều sẽ dẫn đến những cái trường hợp bị bệnh phổi hoặc là bệnh về da. Nếu như mà nó ẩm nhiều á, da của con đồng ốc các anh em cũng để ý rồi, nó sẽ có những cái lớp vảy, và cũng như là nếu như mà nước nó thấm lâu quá thì nó cũng sẽ dễ bị nấm da. Thì đó là về những cái lưu ý, nhưng mình nghĩ là những cái nhược điểm của nuôi ngoài trời cũng như là cái loại chuồng nuôi ngoài trời. Thì tất nhiên là các bạn không thể nào đem cái chuồng PVC mà ra các bạn nuôi ngoài trời được đâu, tại vì nó cũng hơi bị tào lao một tí. Tại vì cái chuồng PVC chỉ là để nuôi ở trong nhà, cũng như là để cho anh em có một cái không gian ở bên trong nhà thôi, chứ còn chuồng PVC mà anh em xách ra ngoài trời thì nó cũng khá là gì. Tại vì cái dòng này, cái loại chuồng này nó là sử dụng điện mà, nó có cái hệ thống điện, cho nên là mình nghĩ là nuôi ngoài trời không hợp lý. Cho nên là nuôi ngoài trời mình nghĩ là anh em nuôi chuồng lưới, và nếu như mà như vậy thì anh em cần phải theo dõi thường xuyên, cần phải cập nhật để mà tránh những cái gọi là về mưa nè, về thời tiết nè. Ví dụ như nắng quá thì anh em cũng phải có cách để mà anh em che bớt nắng, hoặc là ví dụ như gió quá thì anh em cũng phải che bớt để mà nó tránh lùa vô nhiều, thì các bé đồng ốc của các bạn sẽ thứ nhất là dễ bị phổi lắm đó, và mưa thì có thể dễ dẫn đến nấm da. Thì nói chung là nuôi ở ngoài trời thì mình nghĩ là anh em cũng lại không, vẫn không cần để chén nước đâu, không cần phải để, tại vì nó cũng không cần thiết, tại vì độ ẩm không khí của khu vực của mình á thì nó cũng đã gọi là khá là ok. Nhưng mà cái câu này mình nghe được rất là nhiều người anh khuyên
đó là tùy khu vực và tùy nơi các bạn xem có nuôi được hay không, chứ không phải là các bạn thấy anh này anh kia nuôi ngoài trời được quá nhiều con đẹp quá, sau đó các bạn cũng mua về các bạn cũng bắt chước làm theo. Tuy nhiên thì cái khu vực của các bạn nó lại quá là nhiều những cái bất lợi và các bạn không thể nào nuôi được, nhưng mà các bạn vẫn cố đâm đầu vào, thì cái điều đó là không tốt ha, cho nên anh em cần phải cân nhắc kỹ về cái vấn đề này nuôi ngoài trời đó. Ok, thì về chuồng nuôi, nhưng mà mình đã nói vài những cái vấn đề nó không có liên quan lắm ha, sorry anh em rất là nhiều, nhưng mà mình nghĩ là mình cần phải nói về cái vấn đề gọi là cái chuồng nuôi ở ngoài trời, thì các bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng để mà có thể lựa chọn cho nó hợp lý nhất, để mà tránh những cái gọi là sao ta, những cái bất lợi hoặc là những cái gì đó mà nó ảnh hưởng đến anh em, tại vì mình nuôi pet mà mình vẫn phải đảm bảo cho con pet của bạn có một cái môi trường nó ok nhất. Đấy. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình về vấn đề chọn chuồng nuôi cho rồng mút ha. Thì mình nghĩ là ở clip này mình cũng đã giới thiệu cho các bạn những cái trải nghiệm cũng như là những cái kinh nghiệm về cái những cái dòng chuồng nuôi mà phù hợp cho các bạn để các bạn có thể sử dụng được. Ok, thì nếu như các bạn cảm thấy clip này của mình hay và cũng như là bổ sung thêm kiến thức cho anh em, để anh em có thể chọn cái loại chuồng nuôi tốt nhất dành cho cái con rồng mút của các bạn, thì hãy để lại cho mình một like, một share, đồng thời là đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay hơn trong thời gian sắp tới nha anh em. Thì mình sẽ còn tiếp tục lên những cái topic khác cũng như là những cái yếu tố, những cái thắc mắc của anh em về xung quanh rồng mút, thì mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Ok, hẹn gặp lại mọi người nha, hẹn hẹn gặp lại mọi người và chào tạm biệt mọi người nha, bye bye. Nhớ like và subscribe kênh của mình nha mọi người, đừng quên nha, bye bye.